Thế bây giờ ví dụ mà đi vào trong siêu thị mà con bị lạc thì con sẽ làm như nào? Con sẽ không nhìn thấy bố mẹ đâu thì con sẽ làm như nào? Cô công an đến để kiếm cho công an. Cô công an. Ở đây không có cô công an. Thế con phải làm như nào? Hoặc là gọi bác tính tiền cũng được. Ừ, đúng rồi, bạn con tính tiền cô thu ngân cũng được. Bạn con làm sao? Đừng có sao bây giờ con làm sao? Cô ơi, cháu bị lạc, cô tìm tìm mẹ giúp cháu với. Ừ, thế cô hỏi mẹ cháu tên là gì? Mẹ cháu tên là Đỗ Thị Sa. Nhà cháu ở đâu? Nhà cháu 4C, nhà 21, phường Anh Dũng, học quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Thế cháu có nhớ số điện thoại của mẹ cháu không? 0977 333 222. Ừ, được, thế cô dắt về nhé. Ok.